Hello, xin chào mọi người đang xem video trên kênh Tâm Tưởng nha. Thì Tâm nhận được một cái phản hồi từ các anh chị em là liệu khi chúng ta đổi cái tên của cái mạng wifi nhà chúng ta thì chuyện gì nó có thể xảy ra ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thực nghiệm để xem nó như thế nào nha. Thì bây giờ đang cái góc phía bên dưới đây, cái wifi nhà Tâm nó đang có cái tên như thế này mọi người ha. Đây là cái tên như thế này ha. Thì để khi mà chúng ta vào, chúng ta đổi tên thành một cái tên khác thì xem là liệu rằng chuyện gì nó có thể xảy ra hay không. Chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta vào Chrome, chúng ta đánh địa chỉ IP vào ha, 192.168.1.1. Đây địa chỉ IP, đây là địa chỉ IP của cái router Wi-Fi Viettel của nhà mình nha. Bấm vào đây. Thì đây là một cảnh báo anh chị em ha. Thì anh chị em tới đây gặp cảnh báo này thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng ha. Thì chúng ta để tiếp tục các bước tiếp theo thì chúng ta bấm vào nâng cao đây. Chúng ta bấm vào đây ha. Tiếp tục truy cập 192.168.1 chỗ này. Bấm vào đây. Thì nó sẽ đưa đến một cái giao diện đăng nhập ban đầu. À, đây là giao diện đầu tiên nhất của cái modem wifi Viettel. Thì các anh chị em lưu ý là đối với cũng cùng là một cái nhà mạng Viettel nhưng mà cái router wifi chúng ta xài có thể nó khác modem chỗ này nha. Thì cái giao diện có thể nó khác nhau anh chị em ha. Thì chỗ này nó là F68 ha. Chỗ này username anh chị em sẽ nhập vào admin ha. Admin. Admin chữ thường anh ha. Admin chữ thường. Còn cái phần password chỗ này á thì anh chị em nếu trước đây chúng ta đã từng đổi cái password này rồi, nó không còn cái password mặc định nữa, thì anh chị em cứ nhớ cái password đó mà chúng ta nhập vào. Thì đối với password thì mỗi người mỗi đặt mỗi khác nhau ha. Hoặc là bây giờ đây là lần đăng nhập đầu tiên, hoặc là cái password này chúng ta chưa có thay đổi gì, nó vẫn là cái password ban đầu mặc định, thì anh chị em vui lòng xem phía dưới cái router wifi nhà anh chị em nó có một cái nhãn ở phía dưới ha. Thì chúng ta chỉ nhập vào cái dòng có chữ SN đó anh chị em ha, SN 2 chấm, thì chúng ta sẽ nhập vào tất cả những ký tự sau dấu 2 chấm của chữ SN ha. SN 2 chấm chúng ta bỏ và tiếp theo là sau dấu 2 chấm chúng ta sẽ nhập vào từng tự. Và anh chị em lưu ý là cái password này nó có phân biệt chữ hoa và chữ thường ha. Bây giờ Tâm nhập password của mình vào. Khi anh chị em nhập password thì chúng ta sẽ bấm vào login chỗ này ha. Thì đây là cái giao diện đầu tiên. Giao diện đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái dòng Advanced Setup này. Tiếp theo mình sẽ bấm vào đâu? Bấm vào Network này. Ha. Thì đây chúng ta bấm vào W kép ha, cái dấu cộng mà trước nè anh chị em. Dấu cộng ở trước với kép lan ha, chúng ta bấm vào đây là tại cái dòng mà cái bảng này ha, anh chị em sẽ để ý cái chữ SSID setting ha. Thì trong cái video này Tâm sẽ giải quyết một cái phản hồi của các anh chị em là liên quan tới cái vấn đề mà đổi tên ha, đổi tên cái mạng wifi nhà chúng ta. Thì như ban đầu video Tâm đã chỉ cho anh chị em thấy là cái mạng wifi của nhà Tâm nó đang cái chữ cái tên như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ vào đây để mình đổi nha. Anh chị em lưu ý nghe cái dòng SSID. Đối với cái modem F68 này thì nó đây. Thì cũng xin lưu ý rằng với những cái modem khác có thể giao diện này nó sẽ khác nhau anh chị em ha. Mình bấm vào đây, SSID setting, bấm vào. Nó sẽ chuyển cho chúng ta đến một cái giao diện khác. Đây là cái giao diện để cho anh chị em đổi tên ha. Thì anh chị em giờ nhìn vào đây, cái dòng SSID name là chỗ tâm môi màu xanh lên ha. Thì cái trong này, phía trong này á, đây là cái tên nè, đây là cái tên mà hiện tại cái mạng wifi nhà Tâm ha. Thì bây giờ Tâm sẽ thay đổi cái tên nó đi ha. Bây giờ Tâm sẽ nhập vào đây, Tâm sẽ nhập vào cái tên khác ha. Thì đây là cái tên
mạng wifi, một chút xíu nữa chúng ta dùng điện thoại chúng ta dò, nó sẽ thấy cái tên này. Thì đây là cái tên mà Tâm đã đổi lại ha, Tâm đã đổi lại so với khác chứ cái ban đầu. Thì tới đây để hoàn thành cái quá trình, anh chị em sẽ bấm vào chữ submit phía dưới này ha. Tới đây chúng ta bấm submit. Còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi gì thì chúng ta khoan bấm submit, chúng ta vào đây chúng ta đặt cái tên nào tùy ý chúng ta ha, và chúng ta bấm vào submit. Tới đây bấm submit nha, và chúng ta xem chuyện gì nó xảy ra ha. Bây giờ cái mạng tên wifi đây, tên wifi là khác ha. Thì chút xíu nữa bây giờ chúng ta sẽ bấm submit xong rồi chúng ta sẽ bấm log out ra ngoài ha. Đấy thì anh chị em để ý là khi mà bấm log out ra ngoài thì nó sẽ cái modem wifi của chúng ta nó sẽ boot lại, nó kiểu như là nó sẽ khởi động lại ha. Thì chúng ta chờ nó khởi động lại xem thì câu chuyện gì nó xảy ra ha. Chúng ta sẽ chờ một chút xíu, hoặc có thể nhanh hơn anh chị em có thể bấm vào reset trên đây, bấm vào reset này ha. Đây nữa hiển thị một cái thông báo chúng ta xác nhận biểu mẫu. Thì tới đây anh chị em cứ vui lòng bấm tiếp tục vào đây cho Tâm nha. Bây giờ anh chị em để ý nè ha, bây giờ chúng ta đã bấm reset rồi mà cái nó vẫn chưa được nè ha. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ xem chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta xem cái dưới này chỗ biểu tượng wifi nè ha. Thì bây giờ chỗ này nó đã là cái tên wifi mới anh chị em ha, tên wifi mới đây. Chúng ta bấm một cái nói xem nào. Đây, khi mà chúng ta đã đổi một tên khác thì nó sẽ đá những cái wifi dăng ra ngoài anh chị em ha. Tới đây nó buộc lòng chúng ta phải nhập đại mật khẩu ha. Đây là mật khẩu của cái mạng wifi. Và tất nhiên là cái tên wifi của anh chị em nó đã thay đổi nhưng mà cái mật khẩu vẫn giữ nguyên anh chị em ha. Anh chị em lưu ý, ví dụ như mật khẩu của chúng ta lúc trước chúng ta đăng nhập vào là chúng ta đặt từ 1234 đi, ví dụ vậy. Thì bây giờ đó là cái mật khẩu chỗ này cho anh chị em vẫn nhập như vậy thôi, không có thay đổi gì, chỉ có tên là thay đổi thôi ha. Bây giờ Tâm sẽ nhập cái mật khẩu mạng wifi nhà mình vào nha, anh chị em cứ nhập đúng mật khẩu mạng wifi nhà anh chị em vào thì thôi. Thì khi anh chị em đã nhập đúng cái tên mật khẩu wifi nhà mình thì chúng ta bấm vào OK ha, bấm vào OK. Đây là một cái video chia sẻ cái cách mà chúng ta đổi tên mật khẩu, đổi tên cái mạng wifi nhà chúng ta ha. Thì trước đây Tâm đã làm một cái video về cái cách đổi mật khẩu này rồi, thì hôm nay Tâm làm lại cũng là mà chia sẻ lại cho các anh chị em nào chưa xem video đó hoặc là chưa biết ha. Thì video này cũng là giải thích cái comment, cái phản hồi của một số anh chị em là như lúc mà chúng ta đổi cái mạng hiện tại thì nó sẽ như thế nào. Thì khi đó Tâm đã làm một cái video cụ thể ha để chúng ta giải quyết cái thắc mắc. Và bây giờ anh chị em nhìn đây, đây là cái tên wifi nó đã được đổi với cái tên ban đầu ha. Thì tới nay chúng ta có thể kết luận với nhau một điều rằng khi anh chị em đang sử dụng cái mạng wifi nhà anh chị em với cái tên ban đầu ha, với cái tên ban đầu và cái mật khẩu ban đầu, thì khi anh chị em đổi cái tên cái mạng wifi của mình đi thì lúc đó khi anh chị em đổi xong thì cái mạng wifi nó sẽ đá những cái thiết bị nó dăng ra ngoài hết, những cái thiết bị đã từng kết nối nó sẽ đá dăng ra ngoài hết và nó buộc làm chúng ta phải kết nối lại với cái mạng wifi cũng chính là cái mạng wifi cũ nhưng với một cái tên mới, thì buộc lòng chúng ta kết nối lại và nhập cái mật khẩu cũ. Lý do là chúng ta không đổi mật khẩu cũ tại mỗi lần chúng ta đổi cái mạng tên mạng wifi mới thì nó sẽ boot lại
nó boot lại, nó sẽ đá những cái thiết bị nào không cần thiết, nó đá ra ngoài hết. Và đến đây chúng ta có thể kết luận với nhau một điều rằng khi chúng ta làm công việc đó là buộc lòng chúng ta phải đăng nhập lại anh chị em ha. Thì cái video này chia sẻ đến anh chị em và cũng giải đáp thắc mắc của một cái số comment ha. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm và theo dõi video trên kênh Tam Tử. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều.